Âm thanh Đức Hạnh kính chào quý vị và các bạn yêu âm nhạc. Hôm nay Âm thanh Đức Hạnh trân trọng giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn một cặp loa JBL. Mã số của nó là LX600. Để nói về chất âm của dòng loa JBL thì chắc hẳn quý vị và các bạn đã biết dòng loa JBL thì được nổi tiếng với dòng tép rất sáng và tiếng bass rất lực và tiếng trung đều dài và rất là ngọt ngào. Như trên một sản phẩm hôm nay Âm thanh Đức Hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn, đó là một cặp đôi loa JBL LX600. Nó được sử dụng với bass 25, bass giấy 25, gân mút, một chung giấy và một tép titan. Để nói về dòng tép titan thì quý vị và các bạn biết dòng tép titan thì nó được sở hữu trên mình những cái chất âm rất là ngọt ngào và tách bạch. Một cặp loa còn rất đẹp, hàng mới về. Cặp loa JBL thì có xuất xứ sản xuất là made in Đan Mạch. Và cặp loa này thì sản xuất ở Đan Mạch. Mọi chi tiết sản phẩm mời quý vị và các bạn liên hệ số điện thoại 0948 403 966. Âm thanh Đức Hạnh ship hàng toàn quốc. Ở tình ta sang giờ, vì đời lắm trai ngang, dẫu cho duyên. Các tuyến loa còn rất đẹp. Em vẫn là của anh. Chiều nào trên sân ga, tay cầm tay dưng lệ, nghẹn ngào tiễn anh. Lần đầu tóc chia ly, xót thương tê tái lòng, xót lạnh buồn chiều đau. Em ơi, đường trần trời mờ sương, tàu đêm về tha hương, xa em bao dặm trường. Rồi mai có hoa mộng răng lối, tiếng bass rất ngọt ngào, ấm áp và lực. Dù mình cách xa nhau, em đừng nên lo sợ, sợ tình ta giang dở. Dù đời lắm trái ngang, dẫu cho duyên bé bàng, em vẫn là của anh. Dòng loa JBL LX600 thì các bác có thể ghép được rất nhiều các thể loại khác nhau và chúng ta có những cảm nhận rất là ngọt ngào trên tất cả các dòng nhạc mà dòng loa JBL này mang đến cho quý vị và các bạn được trải nghiệm. Một cặp loa còn rất đẹp các bạn nhé. Còn rất đẹp. Quay mặt sau cho các bác thấy.
với tôi. Made in Denmark. Và các chữ số thì nó được dập chứ không phải in, được dập thẳng vào trong tờ giấy của tem thùng. Vâng, đây là một cái sản phẩm hàng xịn các bác nhé, hàng chính hãng, hàng bãi xịn, hàng vừa mới về. Các chữ số của Seji thì được dập thẳng vào tờ giấy và được dán vào trong vách thùng luôn. Còn hàng về còn nguyên bụi các bác nhé, còn nguyên bụi. Mọi chi tiết xin quý vị và các bạn liên hệ số điện thoại 0948 403 966. Âm thanh Như Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn.